Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn tập 7, Hoắc Vũ Hào đã được đưa về trị thương và được bồi bổ bằng một viên huyền thủy đan. Công dụng rất tốt, nhưng cũng có tác dụng phụ đáng sợ. Phương Đông không dám ở trong phòng ngủ mà phải đi ra ngoài. Sáng hôm sau, trên mặt Hoắc Vũ Hào xuất hiện rất nhiều vết bẩn, toàn thân bốc mùi khiến cho các phòng bên cạnh phải nôn mửa, tháo chạy. Hoắc Vũ Hào bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh dậy. Toàn thân tỏa ra khí đen, con chim gần đó ngửi được mùi cũng bị choáng váng. Cậu nhanh chóng tắm rửa, thời gian vẫn còn sớm nên tranh thủ tu luyện một chút. Vừa mới tu luyện, Hoắc Vũ Hào liền cảm nhận được sự khác biệt. Kinh mạch toàn thân trở nên thông suốt, trước nay chưa từng có. Những chỗ bế tắc nhỏ hẹp trước kia đều được mở rộng thêm nhiều rồi. Từ cực ma đồng cũng tiến vào cảnh giới nhập vi. Cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ tưởng là ngủ một giấc, đã thoát thai hoàn cốt. Đúng lúc này, Phương Đông cũng quay trở về phòng, nhìn bộ dạng ngó nghiêng của hắn nên Hoắc Vũ Hào liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta đem chuyện cậu đã được bối bối cho phục dụng một viên huyền thủy đan. Lúc nó phát ra dược hiệu, có thể bài trừ tạp chất trong người ra ngoài. Lúc bài tiết sẽ sinh ra mùi rất khó ngửi và ngưng tụ thành một tầng vết bẩn trên người. Vương Đồng tỏ sáng vẻ bị mùi của cậu làm cho suýt ngạt nên yêu cầu cậu bồi thường một bữa ăn sáng. Hoắc Vũ Hào thoải mái đồng ý và nhanh chóng kéo hắn đi ăn sáng. Ăn uống xong xuôi, hai người lại cùng nhau đạp xe đến bên cạnh hồ Hải Thần ngắm cảnh. Từ chỗ này có thể nhìn thấy nội viện, giữa đảo có một gốc cây lớn. Hai người đang tận hưởng vẻ yên bình thì có một chấm đỏ xuất hiện. Hoắc Vũ Hào lập tức sử dụng từ cực ma đồng thăm dò. Người đang tiến lại gần là học trưởng, không phóng thích vũ hồn đã có thể di chuyển trên mặt nước. Toàn thân cô ta tỏa ra hỏa diễm nóng bỏng. Nhận ra đối phương đang hướng về phía mình, Hoắc Vũ Hào vội vàng cùng với Phương Đông lùi về sau. Cô ta tung một đòn công thẳng vào vị trí cả hai, đồng thời bạo phát ra hỏa diễm nóng bỏng, đốt cháy mọi thứ xung quanh. Đúng là tàn phá thiên nhiên. Phương Đông sử dụng vũ hồn mang Hoắc Vũ Hào rời đi, nhưng bị tên kia tấn công ngăn cản, sau đó đánh cho cả hai nằm sấp mặt. Thiên Mộng Băng Tầm bị đánh thức, hắn ta tức giận vì tên kia dám động vào người mình chọn, còn đánh thức giấc ngủ của hắn nữa. Thiên Mộng Băng Tầm điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hào tấn công cô nàng học trưởng. Nàng ta cậy mình mạnh nên thờ ơ, không thèm để ý tới chiêu thức của cậu. Kết quả là bị đánh bay ra xa, đồng thời đóng băng con phượng hoàng lửa vào cơ thể. Thế là nàng ta nhanh chóng trở thành món thịt đông lạnh, rơi xuống dưới biển. Bởi vì tố chất thân thể của Hoắc Vũ Hào đã được nâng cao, cho nên đạo phong ấn cũng đã nới ra một chút. Nhờ vậy mà Thiên Mộng Băng Tầm có thể cho cậu thêm một chút sức mạnh nữa. Rất nhanh đã có người đi tới, cảm thấy không ổn nên Thiên Mộng Băng Tầm lập tức trốn đi. Người đến là Ngôn viện trưởng, ông ta đi thăm dò xung quanh không phát hiện gì khả nghi. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hào nằm hôn mê nên lập tức yêu cầu chàng lão trị liệu. Hai người còn lại thì đi tìm Mã Tiểu Đào, chính là cái cô nàng có vũ hồn Phượng Hoàng đã tấn công Hoắc Vũ Hào. Rất nhanh, Mã Tiểu Đào cũng được tìm thấy, cũng may là vẫn còn giữ lại một chút thần trí. Từ những lời này thì chúng ta có thể suy đoán, hành động tấn công Hoắc Vũ Hào vào Vương Đồng bản nãy chỉ là vô tình, chứ không cố ý. Nàng ta nhanh chóng được đưa về. Hoắc Vũ Hào thì vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ý thức thì đã ở bên trong biển tinh thần nói chuyện với Thiên Mộng Băng Tầm. Nãy hắn mà không ra tay thì cậu đã trở thành thịt quay rồi, bởi vì hỏa thuộc tính của tên đó lại có huyết mạch thần thú Phượng Hoàng. Nếu không thì Thiên Mộng Băng Tầm đã tiêu diệt đối thủ rồi. Vừa rồi hắn vận dụng sức mạnh bản nguyên khiến cơ thể cậu trải qua xung kích. Nếu lại tiếp tục sử dụng thì cơ thể không chịu nổi. Chỉ ít cần thời gian một năm không sử dụng sức mạnh phụ thể nữa. Cho nên sau này phải dựa vào sức mạnh tự thân rồi. Dặn dò xong, Thiên Mộng Băng Tầm lại tiếp tục đi ngủ. Sau khi tỉnh dậy, Mã Tiểu Đào liền nhận ra sự thay đổi bởi vì tà hỏa trong cơ thể mất khống chế nên mới tấn công lung tung. Nhưng sau khi bị đóng băng thì tà hỏa đã không còn nữa. Nàng ta rất hối hận vì sự chủ quan của mình mà suýt chút nữa khiến cho hai học sinh nội viện mất mạng. Nàng cũng thắc mắc, rốt cuộc là loại sức mạnh nào mà lại có thể áp chế sức mạnh Phượng Hoàng của mình. Ngôn viện trưởng giải thích, đó là một loại băng thuộc tính trình độ cực kỳ cao. Độ tinh khiết còn vượt xa Phượng Hoàng tà hỏa của nàng. Theo hiểu biết của nàng thì học viện vốn không có ai có vũ hồn băng thuộc tính trình độ cực cao như vậy. Ngôn viện trưởng cũng đã cho người điều tra. Cứ tưởng sẽ là người của gia đình hai học viên kia phải tới bảo vệ, nhưng điều tra xong thì phát hiện không có khả năng đó. Đây là điểm mà ông cảm thấy kỳ quái. Lão già chàng lão trị liệu sư đích thân đến gặp mặt Vương Đồng và Hoắc Vũ Hậu để xin lỗi về chuyện ngoài ý muốn này. Đồng thời mong hai người giữ kín bí mật và còn tặng mỗi người một hộp quà. Bên trong là một viên thăng hồn đan, cùng cấp bậc với huyền thủy đan, như vậy cũng đủ thấy thành ý của ông ta. Cho nên Vương Đồng cũng sẽ xem như không thấy chuyện lúc trước. Tác dụng của thăng hồn đan là gì thì Vương Đồng lại không nói. Hai người đang trên đường đi sau thì Đường Nhã lại tìm tới rủ dê cậu làm một phi vụ phát tài. Nàng ta còn mang tới một viên huyền thủy đan.
Độ quý giá của đan dược thì khỏi bàn rồi, thế mà Bối Bối lại hào sảng như vậy. Điều này làm cho Vương Đồng cũng bất ngờ, càng muốn gia nhập vào Đường Môn để mong rằng nhận được ưu đãi giống như Hoắc Vũ Hậu. Chuyện này Đường Nhã và Bối Bối cũng đã thảo luận với nhau, tư chất của Vương Đồng tốt như vậy, vì sao lại gia nhập vào Đường Môn? Bởi vì thắc mắc nên Bối Bối muốn khảo sát quyết tâm gia nhập Đường Môn của hắn. Nếu hắn đạt được hạng nhất trong cuộc kiểm tra tân sinh thì sẽ thu nạp vào Đường Môn. Vương Đồng nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này. Ba người lại tiếp tục đi tới nơi bán cá nướng. Tên Từ Tam Thạch đã ở đây chờ sẵn. Hắn đến sớm là để muốn mua cá nướng mang về tặng cho Giang Nam Nam. Nhưng Giang Nam Nam lại thờ ơ, tỏ vẻ không cần, còn tuyên bố là đường ai nấy đi. Sau này đừng quấy rầy đến cuộc sống của nàng nữa. Cũng mong hắn đừng vì nàng mà đi ức hiếp học viên khác. Hắn đành phải tự ăn cá nướng, vì ngon của cá nướng khiến tinh thần hắn lập tức vui trở lại. Thế là chuyện yêu đương bị dẹp hẳn qua một bên. Buổi tối trở về phòng, Vương Đồng mới giải thích tác dụng của thăng hồn đan là trợ giúp gia tăng hồn lực. Mỗi hồn sư cả đời chỉ có thể sử dụng một viên, ăn nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng lập tức sử dụng đan dược. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, mỗi ngày Hoắc Vũ Hậu đều chăm chỉ tập luyện, buổi tối lại sang ngoài bán cá nướng. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, lần khảo hạch cũng sắp đến. Mỗi tổ có 3 người, một tổ chỉ được một chiến hồn sư hệ cường công. Tổng cộng khoảng 300 học viên tham gia khảo hạch, nhưng chỉ có 150 tổ xếp trên mới có thể ở lại. Khảo hạch kết thúc sẽ tùy theo năng lực mà đào tạo. Như vậy, độ cạnh tranh của khảo hạch cũng rất khắc nghiệt. Hoắc Vũ Hậu, Vương Đông và Tiêu Tiêu làm thành một tổ. Cả 3 người đều là hồn sư hệ khống chế. Điều này làm cho Chu lão sư không vừa ý. Hành động của 3 người chính là đang muốn thua cuộc đầy mà. Thế là cả 3 bị giữ lại để tra hỏi. Nội dung đến đây là hết rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!